Chào các bác, video hôm nay em lên sóng cho các bác một cặp loa siêu phẩm của JBL. Cặp này là JBL với model 4425, một cái model rất là khủng của hãng. Các loa thì gặt hái được khá là nhiều thành công. Dòng sản phẩm này thì hãng sản xuất và tái bản rất là nhiều lần. Cụ thể là đầu tiên từ năm 1985 đến năm 1998, hãng đã tái bản tới 4 lần cái dòng sản phẩm 4425 này. Một cái cặp loa gặt hái được rất là nhiều thành công với cái thiết kế hầm hố đồ sộ, chất âm hay và khả năng chơi tốt rất là nhiều các cái thể loại nhạc khác nhau. Thưa các bác, cặp loa 4425 thiết kế với dạng thùng vỏ gỗ lạng, kích thước tổng thể chiều cao 64, chiều rộng 41 và chiều sâu là 38 cm, với cân nặng là 26 kg cho một thùng, tức là 52 kg cho cả cặp loa, cũng khá là nặng ký các bác ạ. Công suất là 200W cho một thùng ở cái trở kháng 8 ohm và độ nhạy lên tới 91 dB. Đây là những cái thông số em tra được trên trang chủ của nhà sản xuất và xin công bố lại cho các bác. Cấu hình của cặp loa thì gồm một cái loa bát với đường kính 30, có cái model là củ 2214H và một cái loa chép kèn 2214H, hãm kèn 2342, rất là khủng luôn. Cặp loa này thì shop về trong tình trạng đẹp xuất sắc và zin nguyên bản. Đây là cái lát cắt sản phẩm phía trong của thùng, tức là đây là cái loa bát và cái loa chép. Cái loa bát này thì có một phần lòng bát rất sâu cho một cái tiếng trầm sâu và uy lực. Cục bát này thì sử dụng chung trên rất là nhiều những cái đời JBL cao cấp. Em ví dụ như là đời L100T, 100T3 cũng sử dụng cái cục bát này. Và cục chép này thì sử dụng ở trên 4425, 4430 cho các bác. Cặp loa hôm nay thì shop về trong cái tình trạng là rất là đẹp và zin nguyên bản. Mời các bác chúng ta cùng nhau quan sát. Với thiết kế thùng vỏ gỗ lạng đẹp zin mộc mạc, tuyến loa rất là đẹp cùng với cái thùng vách xuất sắc luôn. Đây các bác xem, thùng vách góc cạnh của cặp này thì nó đẹp xuất sắc luôn nhé. Đấy, không có sứt mẻ, không có bể lờ. Phía đằng sau của thùng sử dụng cặp loa zin nguyên bản của JBL. Đấy, phía đằng trước thì chúng ta sẽ thấy cái cấu hình tuyến loa như sau. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy một cái loa chép kèn rất là lớn với cái họng kèn tai voi đẹp. Ở đây có hai vi tinh chỉnh cho giải mid và giải chép. Model của em nó là 4425 các bác nhé. Phần loa bát thì với đường kính 30. Bát này thì cái lòng rất sâu. Đây. Đấy, lòng rất sâu cho cái giải trầm sâu và uy lực. Đấy, các bác thấy không ạ? Cái lòng rất là sâu luôn. Cặp này thì tiếng các bác chơi đa năng. Đấy, các bác chơi karaoke gia đình trên cặp này cũng được. Đây. Đây, thùng vỏ góc cạnh này rất đẹp luôn. Tuyến loa xuất sắc các bác nhé. Tuyến loa xuất sắc luôn. Này, kèn này. Đấy. Em này thì e căng còn rất đẹp. E căng với lưới vải màu xanh. Đây, em sẽ quay cho các bác xem cái phần e căng. E căng của em nó thì thiết kế rất là thông minh. Nó sẽ che cái phần loa bát. Còn lại thì nó vẫn sẽ để lộ cái phần là họng kèn ở phía trên, cho nên trông rất gấu. Bên trong thì khung gỗ còn rất đẹp, bên ngoài thì lưới vải màu xanh nổi bật luôn các bác nhé. Đấy. Và cặp này thì với mức giá rất tốt, hôm nay là đầu tháng thì em sẽ để cho mức giá rất tốt. Bình thường thì là 33.500.000 đồng, thì trong cái clip này thì em sẽ để cho các bác với mức giá là 32.700.000 đồng. 32.700.000 đồng cho cặp 4425. Các bác có nhu cầu thì alo cho em. Shop bên em với địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đấy, giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm là không bao gồm phí ship. Mời các bác chúng ta đeo tai phone vào và bây giờ em sẽ test nhạc. Em sẽ test một chút nhạc không lời để cho các bác cảm nhận. Tiếng đánh rất là sâu, mềm. Giải nó chi tiết các bác nhé.
cho cái tiếng trầm mà sâu và uy lực. Phần trung âm và phần chép thể hiện rất tốt bởi cặp này sử dụng một cái loa chép kèn khủng luôn. Giá bán của em nó thì giảm giá nhân dịp đầu tháng, đó là 32.700.000 đồng. Các bác có nhu cầu alo nhé. Shop bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, thưa bác, giao hàng toàn quốc, giá không bao gồm phí ship. Chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tôi 18, thuở chẳng ai ai thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Bác vừa được nghe một ca khúc phối khí theo kiểu acoustic rất là hay, và do Xuân Hảo thể hiện. Em sẽ test nhạc vàng để cho các bác chúng ta cùng nghe. Các bác có nhu cầu cặp loa 4425 thì mời các bạn alo check với cái mức giá rất tốt, 32.700.000 đồng.
xuất sắc ở trong cái tầm giá. Trời đêm dần tàn, tôi đến sân ga đưa tiễn người cha linh về nhà. Cầm chắc đôi tay ghi vào đôi tấm thư ngày nay. Gió khuya ôi lạnh sao, ướt nhẹ đôi tà áo. Tàu xa dần rồi, tôi tiễn thương. 32.700.000 đồng cho đọc loa 4425. Các bạn có nhu cầu alo trên shop bên em ở tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thưa các bác, giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Không giờ rồi em ngủ đi thôi, hơi đâu mà lo lắng em ơi. Thà nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đôi mây. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Không giờ rồi anh biết chưa. Sau đó thì em sẽ kết thúc clip này tại đây. Các bác quan tâm cặp 4425 thì alo cho em. Đây là cặp loa rất hay ở trong cái tầm tiền hơn 30 triệu thì các bác chơi cặp này nó đa năng hơn cặp L100 sen rất là nhiều các bác nhé. Đấy, duy nhất một cặp cho các bác thôi. Dịp đầu tháng thì bên em giảm cho các bác mức giá rất là tốt, gọi là bán lấy may thôi. 32.700.000 đồng. Các bác có nhu cầu alo cho em. Shop có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Xin chào và hẹn gặp lại.